Sau 2 tuần phát đi thư kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ phòng chống COVID-19, từ ngày 28 tháng 5 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp đón nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trao ủng hộ. Tính đến sáng nay, ngày 11 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận số tiền 38 tỷ 197 triệu đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đồng lòng của người dân khi cùng chung một quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Những ngày này, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trao hỗ trợ đều chung một mục tiêu là góp sức để Đà Nẵng có thêm nguồn lực phòng chống COVID-19. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị mong muốn được đóng góp kịp thời vào quỹ vaccine phòng COVID-19 để người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung được tiêm ngừa vaccine, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau. Hy vọng rằng với cái chia sẻ nhỏ bé của doanh nghiệp thì cộng đồng cũng như thành phố chúng ta sẽ có thêm cái phần quỹ mua vaccine kịp thời có thể được tiêm rộng rãi tới người dân, tới xã hội. Và một ngày không xa thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và cuộc sống của người dân, của xã hội chúng ta có thể trở về bình thường. Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp quỹ vaccine phòng COVID-19, không chỉ có các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, mà còn có sự tham gia của các em nhỏ, cụ già đến các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Có thể thấy, sự đa dạng của các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ, một lần nữa khẳng định quyết tâm cao độ của cả cộng đồng xã hội trong cuộc chiến với COVID-19. Cũng là một cái công dân của thành phố Đà Nẵng thì trong những cái thời gian qua chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều những cái cống hiến của tất cả các cái ban ngành từ bộ đội rồi công an hay là để về mà được phục vụ công tác này thì tôi thấy là nó quá vất vả đi. May đã có vaccine thì bắt đầu mình là chậm dứt hoặc mình đẩy lùi được cái dịch bệnh của COVID-19. Với cái suy nghĩ như vậy thì tôi đã kêu gọi ở tổ chức chúng tôi hỗ trợ món quà để cùng với thành phố để đẩy lùi cái dịch bệnh này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đơn vị đến trao ủng hộ. Với vai trò cầu nối, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đảm bảo công khai, minh bạch số tiền ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phân bổ kịp thời cho các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Từ ngày 28 tháng 5 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Người ta đặt cái niềm tin vào cái lời kêu gọi và họ tin tưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thành công trong lĩnh vực mà tiếp nhận, phân phối và đặc biệt đó là chúng ta dành một cái phần để chuyển sang mua cái vaccine để tiêm phòng cho nhân dân và nhân dân cũng rất mong đợi vấn đề này. Thì điều đó là Mặt trận đang tích cực để động viên và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Theo Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có được cam kết có 130 triệu liều vaccine trong năm 2021. Để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng kinh phí ước khoảng 25.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, vào quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ góp phần đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19.